Và bạn sẽ đến không? Chúng ta sẽ đến với trận đấu chung kết tiếp theo dành cho cặp đôi của BB và Sơ Luyến ở trong thế đấu thứ 3. Tỷ số hiện tại đang là 2-1 nghiêng về cặp đôi của Liên Quân GTV và AE Sài Gòn Deal. Vâng, quả đầu có 6 cây cho cầu thủ Chim Sẻ Nắng ở trong trận đấu này. Trận trước là một trận đấu mà chúng ta để thua rất đáng tiếc. Một tình huống đi quần quá khéo léo đến từ game thủ BB. Và một cái đầu rất quái đấy, BB thì rất là quái. Vâng, các bạn vừa làm chờ mình trong giây lát, mình sẽ quay trở lại ngay. Anh ơi, alo. Và như vậy là Hải Mario vừa dính một tên ngu người. Sang club về thì cho ông về đi. Tự nhiên giật ông đi lại. Thế là tôi lại đi thêm một quãng đường xa hơn nữa rồi. À, đẹp quá. Bài đấu bất sẻ đã có qua nhiều đầu 6 con hiêu phụ và một con voi ở trong trận đấu này. Rất vui. Bài quả 6, đây là máy kiếm thủ Gunny. Và cái Gunny báo về trận này là 6-3, xong, 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 xong. Đôi voi hiêu đầu hai quả phụ, chấm hết. À, chúng ta hãy cùng xem cặp đôi BB và kiếm thủ Sơ Luyến sẽ đỡ bài này kiểu gì. Và tôi đang cảm thấy rất là tiếc nuối. Tôi! Vâng, rồi, rồi. Vâng, 6A thôi anh. Đánh được lần sau còn có khách đánh. Anh dâng 7A giờ lần sau không ai chơi nữa. Lần sau để em còn bình luận nữa anh. Đánh 6A thôi. Vâng, như vậy là Gandhi vẫn quyết tâm tệt 7A trong trận đấu này. Vâng. Ông sang club ông về thì để cho ông về đi, tự nhiên giật ông lại. Thế là tôi lại đi thêm một đoạn rồi. Ngáo quá. Thua một lít. Hả? Cái gì? Ờ, 14. Cứ mỗi ngày sau khi kết thúc giải tôi lại ra ATM rút tiền. Và mỗi ngày tôi lại đi xa thêm một đoạn. Cuộc sống mà. Rồi chúng ta cùng xem cái thủ Gunny đi chân Nga. Úi rồi. Ôi xong rồi, xong rồi. Và chúng ta cùng xem cái thủ Gunny sẽ dẫn được 10A trong trận thiếu này. Và tuần này chúng ta phải từ từ thôi. Anh Gunny báo về là 7A trận thiếu 2 đấy, anh em ngồi xem đi. Dân Nga mẫu một trận để cho anh em hiểu nhé. Đây là BB dành cho anh. Bài sẽ đưa đây, em không cần lên đời cũng được. Buông chuột luôn đi. Úi giời. Rồi, đây cũng xem cái thủ Gunny sẽ dâng như thế nào các bạn ạ. Đầu cánh của xe. Thôi đóng đây đẹp đấy anh ạ. Thôi anh cứ lao vào 9 giờ đi. Không có xe giò biết làm sao bây giờ. Từ đã, kích đời xong mới cho được chứ. Có. Đang chặt gỗ trong bơm.
10-36 với 27 dân cộng 1 bơm thực cho chim sẻ nhà. Trời ơi, mát bêu. Lực khỏe người ta gọi là dê lều đấy. Rồi ăn lái quả này không phải ra bất kỳ một ruộng nào luôn. Để tất cả gỗ để đóng ma. Tôi chỉ là mẫu đúng một trận thôi. Từ sau anh em nhìn và làm theo. Thằng bài 27 dân cộng 1 kiếm 10-36 á. Ngạn lời. À, rồi, không vẽ bất kỳ một ruộng nào luôn. Ngồi tăng A. Thiếu 4 cái nữa cơ. Vâng, tất cả bình tĩnh. Một đồ bạn lên đời cũng được đấy. Sơ luyến lên đời cân với kiếm thủ Gandhi. Còn BB lên đời cân chim sẻ. Ô. Thôi xong tôi rồi. Bịp. Không, không có gì lỗi lầm gì ở đây hết. Dâng lên lại gặp thêm mỏ quả nữa. Vâng, đọc xa xa là tí anh ạ. 2, 4, 5 rồi. Còn thiếu 2 cái nữa. Cứ từ từ rồi đâu sẽ có đó. Thịt chó thì có mắm tôm. Vâng, chẳng lẽ nào khi mà Hải Mario mất tiền thì bài Gandhi lại mắc binh. 6 nhà BA rồi. Vâng, nhớ đóng nghe anh nhé. 7 nhà BA đã có. Mọi thứ đang chuẩn như lê chuẩn. Vâng, bây giờ thì như nào? 700 thực ạ. Đấy là con bơm bớt cho ông sẻ rồi đấy nhá. Thôi đừng có làm gỗ gì nữa anh ạ, không là thiếu gỗ. 800 rồi. Vâng. Sao 1-2-3-1-5-6-7. Đều à. À đây, một con thiếu gỗ. Rồi đều rồi. Ui dồi ôi, nâng cấp tầm 6-7-2. Vâng, trái đất này là của anh Gandhi hết nhá. Thời gian đã xong được tuần đầu rồi. Rồi xong rồi. Vào màu 3. Cái gì? Ôi giời ơi. 4A gặp 7. Nó gọi là vâng siêu thốn. Vâng, tơn quân siêu to khổng lồ. Sơ thiện bắt đầu phải chạy dần lên rồi. Vâng, tơn tiếp theo của anh Luyến đã có. Nhà của anh Gunny đang bị cái thủ BB chơi vào. Vâng, tơn sau thì có vẻ không ăn thua rồi nhá. Bị vậy anh ơi. Trẻ đến rồi, rồi. Như nào? Ta không mang bao nhiêu dân đây, không mang hết dân ra đây chẳng nào. Mang thêm dân ra đây. 8-3 là 38-36, nhưng thủ Gunny ở nhà bắn luôn. Bắn chứ. À. Hình như có một tên của game thủ không đây, vẫn đang bên nhà của Gunny chuẩn bị sang. 8-3 của trẻ đang là 36, lao thẳng, à xin lỗi, của Gunny là 36, lao thẳng vào nhà game thủ sâu đến thôi. Có bài dân 7A là mẫu tầm xa 7-2 rồi. Giữa hai nhà nhá. Sắp mấy bản đồ trẻ ơi. 8-3 của Gunny là 33. Cần phải truy sát theo những con cua thủ sâu đến và chạy đến bản đồ an hoang. Còn bãi quả cạnh nhà BA đi dâng nữa. Phải con gà mái luôn. Chơi. Vâng, dâng 7A sắp 5A. Quá. Úi trời ơi, đây rồi. Vâng, nông dân của thủ sâu đến. Vâng, tơ đầu ra 7 con cung lờ để sâu đến sợ thôi. Chỉ cần vậy thôi là bạn đã hoảng rồi. Số quá đông cung lờ Gunny lao vào đây ạ. Sẻ đang bị bắt một tơn. Và tao lại Gunny lên số 4 xích bây giờ xong 2A. Cái này bị đánh vào lực gỗ rồi. Vâng, thực sự còn là quá nhiều, nhưng mà gỗ này cũng không bao nhiêu. Tiếp tục bị bắn tơn tân hoàng và tơn giữa anh nhà. Sẻ đứng thủ thôi. Bài sơ luyến không cỡ được Gunny nhiều đâu. Thằng lại của thủ Gunny là 30 anh ơi, cẩn thận dân đập đau quá. Vâng, lùi lên con dốc một tí. 26 là thằng lại hiện tại đối thủ Gunny. Đây là bàn máy của cái thủ chim sẻ. Và thằng lại của sẻ đang có số là 53-60. Ở phút thứ 19 đi đang đẩy chân lực lên nhà của cái thủ chim sẻ nhắn để cho sẻ không thể áp lực vào nhà của Luyến công tử. Cùng với cái thủ Gunny, nhà của cái thủ sâu đến thì yếu lắm rồi. Và bò bế giữa hai nhà dành cho cái thủ chim sẻ. Của bài sẻ đến 5-3 đều. Và đang muốn đục máy vào nhà của cái thủ BB. Và mặt máy của cái thủ Gunny, anh đang muốn bắt chết cái thủ sâu đến luôn. Đây rồi, đến bỏ nhà lũ trẻ lơ thơ chạy. Trời ơi, ưng cá. Giải đi anh. Không có gỗ không? Cày gỗ tôi này chết. Và đuổi cho tôi dân này của đối phương. Chạy sang nhà sẻ đấy nhá. Và tham lại là 39 nhân thủ chim sẻ nhà. Đây là máy, xin lỗi nhà thủ gắn đi. Đây là máy thủ chim sẻ kia. Dân siêu to khổng lồ với sơ luyến sẻ công tơ đó đâu xu thế ạ.
đón đầu xu thế rồi, tôi đã bảo rồi mà. Vâng, quay đầu là mờ thì đây là góc chết dành cho game thủ Sơ Luyến. Chạy hô cái. Hơn vả mồm mình vẫn được chuyển nhau. Cày. Ôi, kiểu gì là chết anh. Không dậy đâu. Tạm lại là 73, đối thủ chim sẻ nhắn rồi, 6BA trong trận đấu này. Thêm hai cái ruộng nữa. Và đội bạn bắt đầu chạy dần vào trong góc 3 rồi, đi qua nhà cái thủ găn đi. Và thằng này sẽ 7x. Cần phải ốp vào nhà cái thủ đi thôi, từ đó giờ mình chưa mất gì. Bài sẻ cũng chưa mất gì, mình sợ bến đã yếu lắm rồi. Thằng này cân rồi nhá, tập trung cho đi quân này này, sẻ bến thắt cũng lời kìa. Và thằng 8 xịn, phút 22, tạm chấp nhận được. Bị tắc cung đầu một tơn, hai tơn bị tắc. Cần phải gom cung đầu tụ lại với nhau, chứ nếu không đi như thế này sẽ bị bắt lẻ là rất nhiều. Ở không đi ốp trước. Vâng, anh Gani sẽ là người lao vào nhà cái thủ BB. Khi mà sẻ đang bị cái thủ BB ốp ngược. Tạm lại là 84, nếu cái thủ chim sẻ của tơn này sẽ ốp kìa cẩn thận. Vâng, những con cung đầu dắt khiến cho cung đầu sẻ đang đi rất lẻ tẻ. Và khiến cho BB có cơ hội để bắt cung đầu cái thủ chim sẻ nhà. Còn đây là một máy của cái thủ Gani. Tham lại 42, một bài dâng 7BA với cung đầu anh nó có là siêu to khổng lồ. Yo, vì đang có hai kích quân ở giữa bản đồ thì đấy đâu ra quân để thủ tên này của anh Gandhi. Vâng, hai kích ở giữa bản đồ mà tên này Bi vẫn thủ được thì phải quá. Và bây giờ quân của Bi thì không đủ. Vâng, cung đầu thì cũng là bắc binh công nghệ rồi, đây trồ luôn. Vâng, anh Gandhi đang tỏ ra mình cực kỳ tự tin và hổ báo. Lao vào chơi thẳng cung đầu của BB. Tham lại đang ở số là 35 rồi, mất tham giữa bản đồ bãi quả. Hoàng anh Gandhi ơi, chết hết rồi. Vâng, đã chết hết bãi quả. Hoàng đi kéo hết quân về rồi, đi kéo hết quân về rồi, sẽ hơi phải vào ngay. Sẻ cũng đang bắn ở phía sau. Tuấn ăn mang giữa bản đồ, tôi đã nhìn thấy cái máy rồi, nhưng không có tay để chạy. Tham lại đang ở số là 24, một tuần tụt tham siêu sâu. Đây là bàn máy của thủ chim sẻ nhắng, tham lại đang ở số là 94. Vâng, Gandhi và chim sẻ nhắng đang ăn dân của BB. Luyến cô tơn lao vào nhà chim sẻ nhắng, nhưng bây giờ là không đủ. Nhưng tờ này chúng ta không lấy được nhà BB. Chuẩn bị về cơ cấu đao vàng nên cho dù chim sẻ nhắng ngay và luôn. Tờ này đánh yếu BB thì sẽ khỏe hơn BB. Nhưng Gani cũng phải hồi lại. Nếu không thì Sơ Luyến sẽ hồi khỏe ở này. Bởi vì Sơ Luyến còn giữ được dần. Và BB sẽ trên một tờ dần rất to khi mà Gani đang ăn dần bên trong. Sẽ thi đấu quân tại nhà BB ở đấu trường. Nhưng tờ này thì đấu chỉ khiến cho BB mất tay thôi, chứ không thể nào mà có lợi thế quá lớn trước cái thủ BB được. Tạm lại cũng sẽ là 85. Sơ Luyến cũng đang nhăm nhè để lao vào nhà trẻ nhưng không được. Bài đấu mới sẽ đánh chắc nhà và cần phải bung ra chiếc đào vàng đi thôi em ơi. Bo hai lớp vào BC, phát triển khỏe hơn và ăn dần BB bên trong. Vừa áp lực nhà BA, vừa áp lực vào khoanh dụng chính của B. Có quá nhiều tay dành cho cái đường chiếc trẻ nhắn ở đây. Và tỷ số là 3-1 trong trận thứ 3 dành cho cặp đôi của CTV. Xin lỗi cặp đôi đến từ chiếc trẻ nhắn và cái thủ Gunny. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thiếu.